Trước mặt tiền các lô đất của mình nha, đây là mặt tiền đường phía sau nè. Đường này là đường rộng khoảng tầm chắc khoảng tầm 3 mét mấy 4 mét thì ô tô ra vào thoải mái nè. Ngay từ đây mình đi thẳng ra ngoài kia có 100 mét thôi, chưa tới 100 mét là sẽ là đường tiểu đường nhựa, đường tiểu đoàn 14 nè. Đó, ngay chỗ em bé đứng đó là đường nhựa nha. Đây, khu này là dân cư ở kín và san sát với nhau luôn. Nhà đang xây quá chừng luôn nè. Đây. Đây đằng đó là cũng là đang xây nè. Xây qua đây. Đây là kế đất mình là có hai căn nhà vừa mới xây xong. Đất của mình sẽ được tính từ đây, từ cái khoảng trống bên này ha. Kéo dài qua cho tới ngay chỗ cái đầu xe ô tô của mình bên kia. Từ đất ra tới trung tâm thị trấn Châu Thành chỉ có vài phút thôi. Đây là dân cư ở kín hết. Ngay mặt bên đó là đường nhựa, ngay cái mặt tiền cái nhà đó là đường nhựa. Đất của mình là chỉ nằm sau lưng của dãy đường nhựa thôi. Đây, ngay bên này là cũng nhà dân đang xây nè. Nhà đang xây luôn. Từ đây mình đi ngược ra ngoài kia khoảng tầm vài chục mét là cũng sẽ ra là đường nhựa ngoài đó. Đi ngược ra ngoài đó. Nhưng chỗ bên này thì đường hơi nhỏ, ô tô đi lại không có thoải mái nha.